Sau khi bà Phương Hằng đăng đàn quốc sư Minh Tuệ và gia đình của ông, cộng đồng mạng được phen dậy sóng. Đại đa số đều ném đá, lên án nữ CEO Đại Nam. Một nhà báo nổi tiếng mới đây đã lên tiếng cảnh báo bà Hằng. Cụ thể, trên trang cá nhân, nhà báo Hoàng Nguyên Vũ viết: "Lời lẽ giác oang oảng của kẻ chưa xóa án tích T30 khi nào kết thúc, cơ quan chức năng cần làm rõ. Một, bà già kia có phải vì Tân không, nếu không mà đưa ra oang oang gây mất trật tự, tụ tập tuyên truyền những điều nhảm nhí sai lệch, cần có sự can thiệp của 331. Hai, tờ báo nào của nước ngoài đòi kiện nước mình, chứng cứ đâu, kiện ở tòa án nào? Những phát ngôn tùy tiện đưa đất nước ra nói trước hàng triệu người, không thể nói những thứ thiếu kiểm chứng và không thận trọng. 3. Cần làm rõ nhân dân nào cử kẻ đang chưa xóa án tích kia đại diện, nhân dân nào đang chịu bất công oan trái trên diện rộng để kẻ này lo cho người dân và oang oang điệp khúc tôi lo cho người dân." Câu này cứ lặp đi lặp lại gây ra những suy diễn sai lệch, thậm chí xuyên tạc và gây chia rẽ trong một bộ phận không nhỏ công chúng, hậu quả đã có, sinh ra một bộ phận luôn chửi bới, vu khống người khác nhân danh chính nghĩa tự phong. 4. Cần trả lại bình yên cho không gian mạng xã hội và môi trường văn hóa ứng xử trên mạng xã hội ở Việt Nam. Khi lời lẽ thô tục vô căn cứ được hưởng ứng, sinh ra những thứ xấu xí, rác bẩn gây độc hại mãi. Đất nước có pháp luật, không thể để cho bất cứ kẻ nào muốn nói gì thì nói, muốn nhân danh vì dân vì nước để làm bậy, để gây chia rẽ mãi được, vô cùng nguy hiểm. Còn nhớ hồi drama năm 2021, nhà báo Hoàng Nguyên Vũ đã bênh vực giới nghệ sĩ khi bị bà Phương Hằng mắng. Anh cho rằng đây là chuyện đời tư giữa vợ chồng ông Dũng Lò Vôi và Võ Hoàng Yên. Danh hài Hoài Linh hay bất kỳ ai không có nghĩa vụ phải làm theo chỉ bảo. Sau đó, bà Hằng đã lên tiếng phản pháo Hoàng Nguyên Vũ vì theo nữ CEO, nhân vật này không chỉ tấn công mình mà còn dùng lời lẽ xúc phạm đấng sinh thành. CEO Đại Nam cũng viết hẳn tâm thư dài ngoằn đáp trả. Đời chị đây chưa biết sợ sự thật và luôn tin sâu vào nhân quả. Các em tự cho mình là cái rốn của vũ trụ hả? Thuốc đắng dã tật lời thật mất lòng, chị đây không bao giờ ngán. Nếu muốn so sánh chị để cộng đồng họ nhìn nhận. Còn những thứ đàn ông lạc loài như các em, xã hội này và nhất là người sống tử tế có lương tâm có tính người, họ chỉ mong các em biến đi cho nó thoáng. Sống bẩn chị sống không được, và các em không đủ phước đức để hại chị đâu nhé. Các em hãy nhìn vào anh chị mà xét lại chính mình. Vũ ơi, em muốn nổi tiếng, em nghĩ chị muốn. Ai mà không biết chị, chỉ có em là thằng không ai biết, chị chưa từng biết mà cũng không muốn biết. Em muốn được một lần sống cho đúng chính mình nên em mới thể hiện văn hóa tư cách và bản lãnh của một người mang danh nhà báo mà lên tiếng để được nổi tiếng phải không? Vậy chị cho em cơ hội để được nổi tiếng theo chị. Chị thích em rồi đó em, cha mẹ chị sinh chị ra để giúp ích cho đời. Còn cha mẹ em sinh em ra để mang nhục vì có đứa con như em. Mang danh nhà báo, thật xấu hổ cho một tờ báo có tên em. Cố gắng thêm em nhé, chị rất vui khi được em quan tâm, thích thặc, chào em." Trước đó, bà Hằng bị phạt tù 2 năm 9 tháng, theo bản án phúc thẩm, về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Bà Hằng bị phạt tù liên quan một số phát ngôn của bà trong các lần livestream trên mạng xã hội được các cơ quan pháp luật cáo buộc có vi phạm.